chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta một người sử dụng các phương pháp chữa lành toàn diện để hỗ trợ mọi người trở thành những người khỏe mạnh tự nhiên được gọi là người chữa lành nếu bạn cũng đã được người khác nói rằng cảm thấy thật nhẹ nhàng khi ở bên bạn hoặc bạn cảm thấy rằng bạn nên tham gia vào sứ mệnh chữa lành thì bản chất bạn có thể là một người chữa lành bằng năng lượng mỗi người đều có món quà tinh thần độc đáo của riêng mình để có thể giúp đỡ bản thân người khác và tạo ra sự khác biệt trên thế giới sau đây là những dấu hiệu giúp bạn biết rằng mình có phải là người chữa lành hay không bạn cảm thấy rất đồng cảm đối với bạn cảm nhận cảm xúc mãnh liệt của người khác và hiểu cảm xúc bên trong của họ là điều hết sức bình thường bởi vì bạn có thể dễ dàng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác bạn thường cảm thấy nỗi đau nỗi buồn hoặc sự đau khổ của người khác và bạn cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ bạn cũng có thể cảm nhận được những cảm xúc dễ chịu có thể xuất hiện việc biết chúng có phải là cảm xúc của chính bạn hay không có thể là một thách thức khả năng này được gọi là thấu cảm bạn là người hướng nội nếu bạn là một người chữa lành bạn có thể gặp khó khăn trong việc giải quyết các tình huống xã hội những tương tác xã hội hời hợt có thể làm tiêu hao năng lượng của bạn tuy nhiên bạn có thể giao lưu với một nhóm nhỏ những người bạn tốt bạn có thể có những cuộc trò chuyện sâu sắc và ý nghĩa nếu bạn cảm thấy rằng tiếng ồn sự bận rộn nhịp độ nhanh tương tác xã hội bạo lực lòng tham và những cảm xúc tiêu cực của thế gian khiến bạn kiệt sức thì rất có thể bạn có khả năng tâm linh nhạy cảm bạn là người có trực giác cao trực giác của bạn luôn đúng khi đưa ra quyết định bạn biết khi có điều gì đó đúng hoặc sai thường xuyên trong ruột của bạn vì vậy bạn làm theo bản năng của mình và không đặt câu hỏi về điều đó đôi khi bạn chỉ biết nhưng không có lời giải thích tại sao bạn biết khả năng nhận biết này còn được gọi là khả năng giác quan thứ sáu bạn cảm thấy có mối liên hệ với động vật bạn thích dành thời gian cho động vật một số người chữa lành không thể ăn bất kỳ sản phẩm động vật nào trẻ em thích dành thời gian với bạn bạn cảm thấy rằng trẻ em được thu hút về phía bạn và bạn cũng muốn dành thời gian bên chúng trẻ em rất nhạy cảm với năng lượng và có thể dễ dàng quan sát thấy những rung động tích cực bạn có thể cảm nhận được bệnh tật của mọi người có thể cảm nhận được cảm xúc năng lượng hoặc có khả năng đọc được người khác chỉ bằng ngôn ngữ cơ thể của họ là một số dấu hiệu rõ ràng của một người chữa lành ngoài ra bạn có thể thậm chí có thể cảm nhận được bệnh tật của những người khác trên cơ thể của chính mình và tự hỏi điều đó đến từ đâu bạn không bị lạc vào các chi tiết bạn tập trung vào bức tranh lớn thay vì những chi tiết nhỏ không đáng kể bạn có tầm nhìn rộng lớn để đảm bảo kết quả tối ưu trong mỗi khía cạnh của cuộc sống của bạn đối với bạn suy nghĩ hợp lý và trực quan rất dễ dàng và có thể liên kết thế giới tâm linh với thế giới vật chất mọi thứ đều có ý nghĩa hơn đối với bạn từ góc nhìn lớn hơn bạn đã trải qua một sự thức tỉnh mọi thứ đột nhiên dừng lại bạn bước vào khoảnh khắc hiện tại hoặc cảm thấy như thể bạn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Bạn đã trải qua một sự thức tỉnh, có cảm giác hợp nhất, mạnh mẽ và tin rằng tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau bằng cách trở thành một với vũ trụ. Chia ly chỉ là ảo tưởng. Sự thức tỉnh không phải lúc nào cũng là một trải nghiệm thú vị và thường đến sau chấn thương nặng hoặc trải nghiệm tồi tệ nào đó. Bạn thích ở một mình. Bạn nhạy cảm với tiếng ồn, cảm xúc và năng lượng của người khác. Vì vậy, bạn thường thích ở một mình. Bạn muốn có một chút thời gian chăm sóc bản thân tại nơi yêu thích yên bình của bạn. Do kinh nghiệm của mình, bạn nghĩ rằng thường không dễ dàng để tìm được một người bạn đời tốt. Chấp nhận sự nhạy cảm của bạn và thà ở một mình nếu bạn không thể tìm thấy một người thấu hiểu và yêu thương bạn. Bạn cảm thấy được kết nối với thiên nhiên bạn có cảm giác như đang ở nhà khi được hòa mình vào thiên nhiên ngoài trời và đạp đầy năng lượng với không khí trong lành và ánh nắng mặt trời nhiều người chữa lành chỉ thích ôm cây hoặc nói chuyện với cây vì họ cảm thấy được thấu hiểu và kết nối bạn có thể nhìn thấy những thứ không phải ai cũng có thể nhìn thấy nếu bạn có thể nhận thấy và cảm nhận được hào quang đây có thể là dấu hiệu của khả năng chữa lành bằng năng lượng tự nhiên bạn có thể có những tầm nhìn về một vật thể con người vị trí hoặc sự kiện vật lý thông qua nhận thức ngoại cảm khả năng này được gọi là thấu thị và có nghĩa là tầm nhìn rõ ràng bạn có những giấc mơ sống động những người chữa lành bằng năng lượng có thể có những giấc mơ và ác mộng những giấc mơ này thường được vũ trụ gửi đi dưới dạng thông điệp sự quá mẫn cảm với cảm xúc và năng lượng của bạn thường có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tiềm thức của bạn khi bạn ngủ nó cũng xảy ra khi bạn có tầm nhìn về một người nào đó hoặc một sự kiện cụ thể và nó đã trở thành hiện thực bạn là một người biết lắng nghe bạn có thể nhận thấy rằng mọi người thích trò chuyện với bạn hoặc kể cho bạn nghe những câu chuyện của họ ngay cả khi bạn không nói một lời nào trong toàn bộ cuộc trò chuyện, bạn chỉ thích nghe những câu chuyện thú vị trong cuộc sống và có thể thấu hiểu người khác bằng cả trái tim và khối óc của mình. Bạn có thể thường đặt nhu cầu của người khác lên trước bản thân mình, bất kể sự bất tiện hoặc rủi ro mất mát cho bản thân. Hãy cẩn thận đừng làm dụng nó và hãy chắc chắn rằng bạn thực hành tình yêu bản thân. Mọi người tìm đến bạn để xin lời khuyên mọi người được thu hút bởi bạn vì nhận được lời khuyên hướng dẫn và giúp đỡ trong cuộc sống điều này là do bạn có thể rất xuất sắc trong việc hướng dẫn người khác vượt qua những thăng trầm của cuộc sống thường thì nhờ sự khó khăn của chính bạn trong cuộc sống và nhiều kinh nghiệm bạn học được bạn mới có thể hỗ trợ người khác một số người chữa lành nhận được các thông điệp siêu nhiên từ vũ trụ theo nhiều cách khác nhau ngay cả các thiết bị điện tử dường như cũng hoạt động kỳ lạ xung quanh bạn bạn biết rằng hướng dẫn tinh thần thiên thần hộ mệnh của bạn luôn ở bên bạn và đôi khi họ giao tiếp với bạn khi bạn cho phép họ nhiều người chữa lành cũng có thể nghe thấy các thông điệp với các cường độ âm thanh khác nhau tính đồng bộ ở khắp mọi nơi bất cứ khi nào bạn nhìn vào thời gian các con số thường đồng bộ với nhau nó thường là 1111, 1212, 3333 và còn nhiều dãy số thiên thần khác nữa. Tính đồng bộ có liên quan đến số thiên thần và tất cả chúng đều có một ý nghĩa khác nhau. Bạn thấy điều này thường xuyên hơn khi có một thông điệp đến hoặc chỉ đơn giản là một lời xác nhận rằng mọi thứ đều chính xác như mong muốn và bạn đang đi đúng hướng. Hãy lắng nghe trái tim mình để hiểu nó có ý nghĩa như thế nào với bạn bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết bạn có thể cảm thấy rằng bạn có thể phát hiện những thay đổi của điều kiện thời tiết sớm hơn so với người bình thường và đôi khi bạn cảm thấy nó rất mãnh liệt ở cấp độ tình cảm và thể chất bạn thường cảm thấy nhạy bén hơn bình thường trong các chu kỳ trăng non hoặc trăng tròn và sự thay đổi của hành tinh bạn nhạy cảm với mùi Đột nhiên bạn có thể ngửi thấy một mùi nước hoa mà trước đây không có, nhưng không ai khác có thể ngửi được. Mùi gợi cho bạn nhớ về một người nào đó đã đi qua. Một số người chữa lành có thể ngửi thấy linh hồn và có thể nhận được thông tin cụ thể về những người thân yêu của mình. Bạn làm cho mọi người hạnh phúc. Khi ai đó buồn, bản năng đồng cảm của bạn sẽ cảm nhận được điều đó ngay lập tức ngay cả khi người đó không ở gần bạn bạn có khả năng giúp tăng cường năng lượng cho họ khiến họ cảm thấy vui vẻ và khỏe mạnh một câu hỏi được đặt ra người chữa lành có thể tự chữa lành không trở thành một người chữa lành không dễ dàng do đó điều cần thiết nhất là bạn cân bằng năng lượng trước khi chữa lành cho người khác không ai có thể cho từ một chiếc cốc rỗng điều này khiến một người chữa lành thành công cần phải đảm bảo rằng họ được chữa lành trước và mức năng lượng của họ ở mức cao nhất người chữa lành chắc chắn có thể học cách tự chữa lành bằng thực hành khi bắt đầu hành trình chữa lành luôn tốt nếu có một người cố vấn hoặc tham khảo ý kiến của một người chữa lành bằng năng lượng cho đến khi người chữa lành tự tin để áp dụng phương pháp chữa lành thực tế cho bản thân nên làm sạch luôn xa thường xuyên để giữ cho mức năng lượng tăng lên và làm sạch trường năng lượng khỏi bất kỳ thực thể nào các bạn có dấu hiệu của một người chữa lành và các bạn tin tưởng rằng sứ mệnh của mình sẽ trở thành một người chữa lành các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh đã đến kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn và sau khi lắng nghe video các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại